Xin chào tất cả các bạn, mình là Bố ở đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái game, đó chính là những chú béo nảy tạ. Thì trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái trò chơi. Tôi đã mập, đã béo rồi, tôi còn bị chấn thương nữa, bắt tôi nảy tạ nữa. Và game của chúng ta là bây giờ mình phải ăn cho thật là to. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Delicious. Ok, mình sẽ đẩy xuống 5 nha mọi người. Đẩy xuống 5 tao kêu. Tại sao mày lại đẩy xuống 9? Ôi, bây giờ cái tạng người của mình là normal thôi à. Nói chung là mình càng bự, càng mập, càng to thì mình sẽ bướm lên càng cao mọi người ạ. Ok ok, hiểu chưa, hiểu chưa? Chúng ta sẽ nâng cấp cái gì? Có nâng cấp không nè? Nâng cấp nè, điểm 7 hay là tiền? Ủa sao cho mày không cho tao nâng? Hả? Vô. Ok, bạn đã mất kết nối internet. Game này phải kết nối internet hả? Đẩy số 12. Ồ, nó làm tôi nhỏ hơn. Ui. Trời ơi, quả biến ngu. Xem tí nữa là... Trời ơi, có 68% lực à. Làm sao mà tôi nhảy lên tới trên kia để tôi lấy bonus đây? Và bây giờ chúng ta sẽ nâng cái đồng tiền này. Tôi không biết nó là cái điểm gì nhưng mà ok. Ok. Đi qua bên kia bắt buộc nó bắt buộc mình coi quảng cáo cho nên tôi cũng đi. Bây giờ tôi đang rất là mạnh rồi mọi người ạ. Đấy. Đồ ăn của tôi nó sẽ 142 này. 93%. Ôi, bonus, cho xin cái bonus, cho xin cái bonus, cho xin cái bonus. Oh my god, bonus được có 100 tiền đó. Mày là mày bắt tao làm việc cực khổ để được có một cái 100 tiền không, nhưng mà lần sau. Bây giờ chúng ta sẽ nâng nâng tiền này, nâng cái lực đẩy này, nâng tiền này, nâng cái lực đẩy này, nâng tiền và nâng tiền hết. Và bây giờ tôi sẽ là strong man. Tôi đang rất là béo rồi, tôi đang rất là mập rồi, không sao. Bây giờ tôi trở thành một người béo rồi. Đây, những cái thức ăn này. Đây. Nó lăn kìa, nó lăn kìa. Rồi nè, chuẩn bị nè. Trời ơi, cái lực màu xanh nó rất là khó để lấy. 180 tiền. Wow, lên tới đây là được 500 cộng thêm 180. Cái đó nó chỉ là ăn cái đồng tiền bự thôi, không cần thiết, không cần thiết. Nhiệm vụ của chúng ta là càng ok, xem tí nữa. Ok, đồ ăn biến bự. Đúng rồi, Sura Grass. Lăn thấy mụ nổi nó. Vẫn không. Cái đó mình phải ứng nhanh hơn mọi người ạ. No, không lên được 100 rồi. Ôi, nó thưởng 200 tiền luôn kì. Trời đất ơi, tức quá. Ok, và bây giờ tôi lại được 3 cái này, lại được điểm thưởng. Rồi, ăn bánh này. Ôi chết rồi, bị lừa rồi. Trời ơi, bây giờ tôi thành một chú gấu bé tí nị luôn. Vì mày bắt tao coi quảng cáo nên tao sẽ ăn hết. Đấy, phải thế. Đùng. Ăn hết. Bây giờ tao mạnh nhất rồi. Mày bắt tao ăn đi. 100%. Tao cá chắc với mày là tao sẽ lên tới trên kia. Này thì ăn hiếp tao hả? Làm tao trở thành suy dinh dưỡng hả mày? Mày không thể làm tao trở thành suy dinh dưỡng được đâu. Bây giờ trên đây vừa có tiền mà vừa có fast food nữa. Ủa, cái game này nó cổ suý chúng ta ăn đồ thức ăn nhanh hả trời? Lần này tôi bự rồi, tôi không thèm ăn nữa đâu. Đấy, ăn chi cho tốn thời gian, tốn sức khỏe. Rồi nè, tao lăn thấy mù nộ mẹ mày luôn. Cành. Ôi, 94%. Cái nào mà bật lửa là tôi biết chắc chắn tôi sẽ được bonus rồi. Quý vị à. Ui, tiền càng ngày càng nhiều thì phải. Đây giờ mình là kiểu ăn nhiều, tập nhiều, mình là strongest man rồi. Đây. Ủa, nhưng mà bây giờ lăn nó hơi lỗ. Đừng lăn. Trời ơi. No. Vẫn mạnh nhất 89 à. Rồi, không có lửa là biết chắc chắn nó không lên tới rồi. Khốn nạn, khốn khiếp. Đáng giận. Ok. Cái tường này tôi sẽ lấy 17. Sau đó lấy qua đây mình bự lại chứ chưa. Bây giờ tao bự lắm rồi. Tao lăn hết, lăn bể hết tất cả mọi thứ. Quan trọng là cái này nè mọi người. Quan trọng nhất là cái này này. 95% mà map power, mày đùa tao à. Không. Vẫn lên được bonus là được. Ok. Wow, hơi bị nhiều tiền đấy. Nhậm. Bây giờ trời ơi, cái này không phải là đô theo dạng kiểu có cơ, mà cái này là đô theo dạng kiểu người đầy mỡ á. Ui, tôi mới bỏ qua một mẫu bánh. No. Trời ơi. No. Tao lăn được rồi. Tao ăn tới nỗi tao lăn rồi nha. Tao mập lắm rồi nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Mày sẵn sàng chưa? Chưa. Mad power. Tao trình mày luôn. Cái này nó hơi lừa nhờ. Đáng lẽ nó kiểu mình qua được bậc nào mình lấy luôn những cái bậc ở đằng sau thì một trận thôi là chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền anh em ạ. Rồi, bây giờ rất là dễ nom luôn nè. Hình như là đi tới đây mình sẽ không được ủi. Cho nên là Trời ơi. Trời ơi, bây giờ tao thành tiên nị luôn rồi, very weak luôn rồi. Rồi thôi, xong, rất là yếu rồi, bây giờ mình đang rất là yếu rồi mọi người ạ. Mình đang rất là yếu rồi, không sao. Tập theo chế độ bổ dưỡng lại. Rồi không sao, vẫn đang rất là bự nha.
vẫn đang rất là bự, nhìn là biết không tới rồi. Má màn này chơi khó tôi quá. Trời ơi, đất ơi, con 146 rồi. Sau cái game này chúng ta sẽ chơi cái game gọi là ăn càng nhiều để chúng ta càng ngày càng giảm được nhiều cân. Đúng vậy, tròn ghét luôn. Nó không có lửa là biết nó không lên tới rồi. Đây, chúng ta sẽ chơi thêm một tựa game. Càng ăn thì chúng ta sẽ càng healthy, clean lại, chứ chúng ta không có bị mập nữa. Ồ, hơi là mình lách kịp. Từ từ, nhìn xa trong rộng trước đã mọi người. Đây, đi hướng này. Đấy. Rồi, bây giờ bắt đầu nhìn xa trong rộng này. Không, tôi sẽ không đẩy. Đúng rồi, tôi đẩy đúng rồi. Let's go. Rồi, tôi đẩy sai rồi quý vị à, tôi đẩy sai rồi. Ê, 31 cũng được, 31 cũng được. Bơ phạt. Bây giờ đừng có ham ăn nữa nha mọi người. Quan trọng là chúng ta qua được ải cho nó nhanh là được. À, giờ kiểu khó đấy. Bập. Đây, chuẩn bị tách về nè. Tách về 23, tách về 28. Sau đó qua đây lấy đồ ăn. Qua đây. Ui. Rồi thôi. Không đủ bự rồi mọi người ạ. Game càng ngày càng khó, càng bắt chúng ta phải ăn nhiều, nhưng mà lại gọi là gì ta, bắt chúng ta tính tiền hơi mắc tiền. Khốn nạn, game gì đâu kỳ cục. Ok, và bây giờ tôi thấy thì chúng ta sẽ chạy vô 29 nè, và chạy qua 27 nè. Ok, 29 là cái nhỏ nhất rồi. Kệ, không sao. Bây giờ chúng ta sẽ chạy qua 27 đi. Nó có mấy cái đường kia làm khó chịu quá ta. Mày cho tao một cái trận nào đó để tao biến thành khổng lồ siêu sao vô địch khắp vũ trụ coi. Đúng vậy, đúng rồi, trận này đấy. Bây giờ tao sẽ trở thành một thằng mập có ích cho xã hội. Không nói nhiều, và tao sẽ bay lên và tao sẽ lấy rất là nhiều phần quà. 400 tiền nha mọi người. 400 tiền. Trời đất ơi, 400 tiền chứ đùa. Là cộng lại gần 1000 tiền luôn. Rồi bây giờ tôi nhân thêm cái này nữa. Tôi đang cần rất là nhiều tiền nên là tôi sẽ nâng cấp để lấy hết tiền luôn. Nè, đừng có ham đi qua cái O60 nha. O60 là tôi còn 60 tuổi già cả. Cái này nó đang lừa. Tôi không vì vài cục thức ăn mà tôi phải đẩy cái cục 53. Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Lấy cái 25 này, lấy cái 28 cũng được, 28 cũng khá là nhiều đấy. Lấy cái 28 này. Lăn, đúng rồi, lăn thấy mụ nổi nó luôn. Hay. Mad power 99%. Let's go. Lên tới đây là chúng ta được 245 cộng thêm 500. Không, lên tới đây chúng ta sẽ được 500 là 675. Nếu mà chúng ta nhân 5 lên. Ô, đồ ăn nhìn nó kiểu phát triển bực nhất vậy. Chưa đủ, hơn là tôi đẩy 25 á, không là chết rồi. Mày đùa với tao hả? Tao lăn hết. Nhậm. Ê! What? No. Ôi, cục cuối còn bắt mình đẩy nữa. Nó hết thời gian. Trời đất ơi, cái gì vậy? Vậy là tôi phải gọi là gì ta? Tôi khi mà được bốc lửa, khi mà tôi được màu tím thôi. Kiểu tôi bật chế độ mà gọi là ăn rất là nhiều. Bây giờ mạnh hơn rất là dễ luôn á mọi người. Nhưng mà cái đống đồ ăn này làm tôi cảm thấy đang rất là khó chịu nha. Tôi không thể ăn được nhiều thêm. Bum. Rồi, hên. Ủi, nhanh. Biết ngay mà, làm gì mà có chuyện dễ như vậy được. Phải nâng cái này để tôi được nhiều tiền thêm chứ giờ bao nhiêu đây tiền tôi cứ chạy hoài mà tôi không được bonus. Tôi cảm thấy rất là đau lòng mọi người ạ. Ôi trời ơi, bây giờ mày bắt tao lăn sớm quá, không được. Mày lăn sớm một hồi là thua. No, baby. Rồi xong, bây giờ bé tí nị luôn. Bây giờ 99% công lực luôn rồi, nhưng mà nó lại không lên được cao nữa. Tôi thật là ok. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ đẩy cho chúng ta mập đi, hoặc là bớt ăn mấy cái đồ ăn lại. Đúng rồi, ăn nhiêu đây là đủ rồi này. Chưa đủ nữa hả? Ok, nhiều vào, hốc nhiều vào. Nhiêu đây cũng được. Không sao mọi người. Oh no, nhiêu đây mà nó không tiến hóa hả, kỳ vậy. Ok, ăn nhiều vào. Không, bây giờ ăn hạn chế lại, tại vì tôi sắp biến to rồi. Một lát tôi tới gần đó tôi ăn cái tôi biến to cho nó khỏe. Đẩy bớt đi, cho nó tiêu bớt. Hình như là tôi làm cái mới vừa làm cái pha gì đó rất là ngu. Chỉ cần chúng ta bóp được map power là được. Ê, trời ơi, nãy giờ chỉ cần ứng vào cái thanh màu xanh lá thôi là tôi lấy được cái bonus rồi. Tôi đợi chờ. Hay chờ có công mài sắt có ngày thành kim, có ngày nên kim, có ngày lên xà bang. Được thêm nhân 5 nữa mọi người. Bây giờ tôi sẽ đi nâng cấp. Xin lỗi mọi người, tôi hay đưa cái tay này tại vì tôi bị què, tôi bị chấn thương mọi người. Quên nói mọi người nữa là mình bị té xe. Rồi, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Và hãy đón chờ cái game chúng ta sẽ gọi là gì ta? Tập thế nào để giảm cân và ốm trở lại. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.